Chào anh em, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em về những con robot hút bụi và những cái máy hút bụi mà mình rất là thích ở trong năm 2021 qua. Đây là một video nằm trong chuỗi sự kiện Tinh tế Bình Chọn, là một trong những sự kiện lớn nhất hàng năm của Tinh tế, nơi các bạn có thể bình chọn cho những sản phẩm công nghệ mà các bạn yêu thích. Các bạn nhớ ghé tinhte.vn/tinhtebinhchon để tham gia nha. Và có rất nhiều phần quà cho các bạn, tổng trị giá tới cả 100 triệu lần á. Rồi, bây giờ mình vào video chính nha. Mình nói về máy hút bụi cầm tay trước đi. Khi mà các bạn dọn nhà, cơ bản là các bạn cần phải có một cái máy hút bụi cầm tay. Các bạn có thể muốn mua những cái máy hút bụi to hơn, có công suất lớn hơn, có dây cắm điện này nọ. Nhưng mà các bạn biết sao không? Những thứ đó nó không có tiện, cho nên nó không làm cho cái việc dọn nhà của các bạn nó trở nên khỏe hơn, nó trở nên tiện hơn. Không hề đâu. Cho nên các bạn nên mua một cái máy hút bụi cầm tay đi. Các bạn ít tiền thì chúng ta mua những cái loại giá rẻ. Các bạn có nhiều tiền thì chúng ta mua những cái máy mắc, ví dụ như LG Cogero hay là mấy cái dòng Dyson chẳng hạn. Có rất là nhiều những cái máy hút bụi khác nhau, trải dài từ chỉ vài trăm ngàn cho tới cả chục triệu, 20 mấy, 30 triệu đều có hết. Khi mà mình xài trong năm 2021 vừa qua thì có ba cái máy mà mình cảm thấy ấn tượng nhất. Cái máy thứ nhất là Dreamy T30. Đó là một cái máy mà theo mình là cân bằng được giữa giá và tính năng. Dreamy T30 nó có một cái cảm biến bụi, nó sẽ tự động tăng công suất lên khi mà bạn hút qua những cái chỗ mà nó dơ. Còn nếu mà bạn hút qua những chỗ mà nó sạch hơn thì nó sẽ giảm công suất xuống, như vậy thì bạn sẽ có được thời lượng dùng pin dài hơn. Thiết kế của con T30 cũng nhẹ cho nên bạn cầm nó rất là thoải mái. Con máy thứ hai mà mình cảm thấy ấn tượng đó là LG Cogero. Đây là một con máy đắt tiền, rất đắt, đắt nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện nay mà các bạn có thể mua được luôn. Tuy nhiên nó có một cái tháp hút bụi rất là hay. Và cái tháp hút bụi này mỗi khi mà các bạn đã làm việc xong rồi, dọn dẹp xong, các bạn về gắn cái máy hút bụi vô. Thứ nhất là nó tự sạc pin cho bạn. Và thứ hai là nó tự lấy cái bụi ở trong cái máy hút bụi ra và nó chứa trong một cái khoang kính. Thì như vậy bạn sẽ không có phải đi dọn dẹp cái đồ hút bụi một cách thủ công. Bạn không có lo cái tình trạng mà bụi nó tốc lên như là khi các bạn đổ bụi ra thùng rác ở những con máy hút bụi khác. LG Cogero thì nó rất là đắt, lên tới 26-27 triệu lận. Nhưng mà mình nghĩ nó là một trong những cái món đồ rất là xứng đáng để đầu tư cho một cái ngôi nhà hiện đại. Một ngôi nhà mà bạn không cần phải dành quá nhiều thời gian để mà dọn dẹp nó. Con LG Cogero còn có một cái đầu vừa hút vừa lau mà mình thấy rất là tiện. Một con máy khác nữa mình cũng cảm thấy thích đó là Dreamy H11 Max. Đây là một con máy lai giữa hút bụi và lau nhà, nhưng mà cái tính năng lau mới là cái mạnh nhất của nó. Chức năng lau nhà của con Dreamy H11 Max á, khi mà các bạn lau qua những cái vết bụi bẩn dơ nè thì nó hút vào. Ngoài ra nó còn có một cái con lăn và nó sẽ bơm nước xuống, tức là nó ướt và nó mô phỏng lại cái hoạt động khi mà các bạn lau nhà thủ công. Và đương nhiên là con Dreamy H11 Max á, nó dọn sạch hơn so với lại những gì bạn có thể dọn tay. Bạn có thể hút những cái vết sốt mà các bạn đổ ra, các bạn làm đổ nước, các bạn làm đổ cà phê, nó cũng hút được. Các bạn làm đổ những cái vật cứng, ví dụ như là những cái bánh cereal hay là thức ăn, nó cũng hút được luôn. Tương ớt, tương cà gì là nó chơi sạch láng hết. Một cái khay nước sạch và một cái khay nước dơ là cái điểm khác biệt của con Dreamy H11 Max. Bạn nào mà thích lau nhà hoặc là các bạn có cái nhà nhiều tầng mà các bạn không tiện mua robot á, các bạn mua con Dreamy H11 Max nó cũng rất là tuyệt vời. Giá của con Dreamy H11 Max thì khoảng 12 triệu, nhưng nếu các bạn săn sale các bạn có thể kiếm được với những cái món hời hơn rất là nhiều. Tiếp theo là robot hút bụi. Với robot hút bụi thì mình cũng nghĩ đây là một món mà bạn nên có trong nhà. Những cái chỗ nào mà con robot không làm được thì bạn sẽ làm dọn dẹp bằng cái máy hút bụi cầm tay. Còn những cái chỗ còn lại á, ví dụ như là sàn, ban công thì các bạn để cho con robot nó đi mỗi ngày thì nó chăm hơn bạn, nó siêng hơn bạn và một lần nữa là nó cũng dọn sạch hơn bạn, tại vì nó chui vô được những cái ngóc ngách khác nhau. Nó có thể đi từ từ và nó hút bụi bạn quét chổi á, không cách gì sạch bằng nó hết. Trong năm 2021 này, mình ấn tượng nhất với con Dreamy W10, cũng là con robot hút bụi mà nhà mình đang xài. Con Dreamy W10 nó hay ở một cái điểm là nó có hai cái chổi phía sau, nó sẽ xoay liên tục, mạnh hơn là bạn lau nhà thủ công. Cho nên là mỗi khi mà con robot này nó đi xong là cái nhà mình rất là sạch. Ngoài ra con Dreamy W10 nó còn có một cái dock. Cái dock này mỗi khi con robot hoạt động xong thì nó sẽ về, nó tự rút nước dơ ra, nó tự giặt dẻ cho bạn. Và cuối cùng là nó sấy cái dẻ cho nó khô đi. Thì khi mà cái dẻ được sấy nóng, sấy liên tục thì nó sẽ không có bị vi khuẩn và nó không phát sinh mùi hôi. Mùi hôi là một trong những cái vấn đề nan giải nhất đối với lại robot hút bụi, và nó cũng là thứ khiến cho bạn phải thay cái dẻ của con robot hút bụi mỗi ngày. Với con Dreamy W10 nó đã giải quyết được vấn đề đó. Còn nếu các bạn thích một cái option rẻ hơn thì chúng ta có Dreamy Z10 Pro. Dreamy Z10 Pro có một cái tháp đựng bụi, mỗi khi con robot nó hoạt động xong về thì bụi cũng sẽ được chứa vào trong cái tháp này, giống như là cái con LG Cogero mà lúc nãy mình nói với các bạn á. Thì như vậy cả tháng bạn mới phải dọn cái hộc bụi đó một lần.
Con Realme Z10 Pro thì nó cũng có chức năng lau nhà, nhưng chức năng lau nhà của nó không xịn như là con W10. Ngoài ra thì bạn cũng sẽ phải giặt giẻ mỗi ngày, giống như lúc nãy mình có nói với các bạn. Nhưng mà bù lại thì giá nó rẻ hơn rất nhiều, nó có thể rẻ hơn con Realme W10 tới cả 9-10 triệu lận. Một option khác cũng hay ở trong năm vừa rồi mà mình được xài qua đó là Roborock S7. Con robot này nó hay ở chỗ là cái chức năng lau của nó là lau rung, và nó có khả năng nâng cái giẻ lên khi nó đi qua thảm. Thì như vậy với những cái khu vực nào mà các bạn không muốn nó lau hoặc là vào thảm á, thì các bạn sẽ không lo cái thảm của mình bị ướt. Depot T9 hay là Depot T8 cũng là một trong những cái sản phẩm tốt. Mặc dù nó là của năm trước rồi nhưng năm nay mình thấy nhiều anh em vẫn còn mua. Những dòng Depot thì nó có chức năng lau rung, nó rung rất là mạnh nha. Và giá ở Việt Nam thì cũng tương đối là dễ chấp nhận. Những con robot hút bụi hay là những cái máy lau nhà mà lúc nãy mình nói với các bạn á, thì các bạn có thể mua được ở Mi Việt Nam. Cảm ơn Mi Việt Nam đã trở thành nhà tài trợ vàng của Tinh tế Bình Chọn năm nay. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể mua từ các sàn thương mại điện tử. Cũng có một đối tác Tinh tế Bình Chọn luôn, đó là Smartlink. Cũng cảm ơn Smartlink đã tham gia vào cái chương trình này. Rồi, đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về robot hút bụi và máy hút bụi trong năm 2021. Các bạn có câu hỏi gì cho mình không? Thì các bạn comment vào trong cái bài viết hoặc là trong cái video mà các bạn đang xem ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau. Và đừng quên tham gia Tinh tế Bình Chọn. Các bạn bình chọn hết tất cả những hạng mục thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được những món quà rất là lớn, rất lớn luôn. Đây là năm mà Tinh tế Bình Chọn có những món quà giá trị nhất, thực dụng nhất và các bạn có thể lấy về xài. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.